Theo quyết định 2905, thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn theo từng cấp độ nguy cơ là vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh. Theo đó, thì tại những khu vực này, người dân đều ủng hộ chủ trương của thành phố và đồng lòng cố gắng giữ vững vùng xanh, xanh hóa vùng đỏ, ghi nhận của nhóm phóng viên. Phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê có 53 tổ, trong đó có 6 tổ là vùng đỏ, còn lại là vùng vàng. Tại các khu vực vùng đỏ, phường đã bố trí các điểm chốt chặn và phân công lực lượng thay phiên trực chốt 24/24. Người dân thực hiện việc giãn cách theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, với tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Trước đó, trong 20 ngày phong tỏa toàn thành phố, cơ bản người dân đều chấp hành tốt việc giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch. Chưa có trường hợp vi phạm, nên bây giờ việc kiểm tra, giám sát của địa phương cũng dễ dàng hơn. Nếu mà những khu dân cư mà có kiệt hẻm nhiều thông nhau thì ban nhân phường lắp đặt các hệ thống camera giám sát để phát hiện và kịp thời xử lý ở những trường hợp mà không tuân thủ những chủ trương, những quy định của thành phố hoặc như của địa phương đã ban hành đối với lại các vùng cách ly y tế nơi mà có vùng đỏ. Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu là một trong các phường xanh trên địa bàn thành phố. Hiện người dân đã có thể tập thể dục trong khung giờ nhất định và đi chợ theo tần suất 5 ngày một lần, kèm theo các biện pháp phòng chống dịch. Toàn bộ người dân đều rất phấn khởi, tuy nhiên vẫn đề cao cảnh giác, luôn ý thức phòng chống dịch để giữ vững vùng xanh. Vùng xanh mà chuyển qua vùng đỏ là rất dễ, là trong chỉ giây lát. Vì vậy, chúng tôi cùng với nhân dân của bà con đã đi thực hiện cái việc là tự cái giãn cách của mình để cho nó đảm bảo và không có đi lại, không vô tiếp và thực hiện đúng cái quy trình 5K của Bộ Y tế quy định. Để có thể giữ vững và gia tăng vùng xanh hơn nữa thì ý thức người dân là quan trọng. Vì bên cạnh tiêm chủng thì đây chính là vaccine hiệu quả nhất ngăn chặn hoàn toàn COVID-19.